Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn nghe tiểu phẩm Giá trị đạo đức, trích trong tuyển tập Dòng đời vô tận của Thầy Thích Trí Siêu, giọng đọc Minh Vũ, được phát trên kênh IQ Radio. Trong một buổi thuyết trình về giá trị đạo đức, một giáo sư bắt đầu buổi giảng bằng cách giơ cao một tờ giấy 20 đô la và hỏi các sinh viên: ai muốn có tờ giấy bạc này? Tất cả sinh viên đều vội vàng giơ tay lên. Ông nói tiếp: tôi sẽ đưa tờ 20 đô la này cho một người trong quý vị, nhưng trước đó hãy nhìn xem tôi làm gì với nó đã. Nói xong, ông ta vo tròn tờ giấy bạc trong tay rồi hỏi: quý vị còn muốn tờ giấy bạc này nữa không? Những cánh tay vẫn đua nhau giơ cao lên. Được, tốt lắm. Nhưng nếu tôi làm như vậy thì sao? Ông vứt tờ giấy 20 đô la nhàu nát xuống đất, lấy chân đi lên. Rồi hình như chưa hả, ông còn nhảy cả hai chân đạp lên, đạp xuống, cho nó dẹp lép và dính đầy bụi lem lúa. Rồi ông hỏi tiếp: ai còn muốn tờ giấy bạc này? Đương nhiên, những cánh tay vẫn giơ cao như thường. Này các bạn, quý vị vừa học được một bài học. Bất kể những gì tôi vừa làm với tờ giấy bạc này, vo tròn, vứt xuống đất, đạp lên trên, quý vị vẫn muốn nó như thường. Bởi vì giá trị của nó không thay đổi, nó vẫn là 20 đô la. Cũng như thế, nhiều lần trong đời quý vị đã bị giày xéo, hiểu lầm, hất hủi, nhục mạ bởi con người và hoàn cảnh. Quý vị có cảm tưởng là mình đã mất hết danh dự, không còn xứng đáng gì nữa. Nhưng giá trị thực sự của quý vị vẫn không thay đổi dưới mắt của những người hiểu và thương yêu quý vị. Nếu bạn là một Phật tử giữ gìn năm giới, thì bạn nên biết mình có một giá trị rất lớn, đó là giá trị tâm linh. Vì tâm của mình bắt đầu trở nên trong sạch và tươi sáng. Đi xa hơn nữa, Đức Phật đã dạy rằng trong tâm của chúng ta đều có một viên ngọc vô giá, đó là Phật tánh, khả năng giác ngộ thành Phật. Vì trôi lăn sinh tử nhiều kiếp, chúng ta đã quên hẳn hòn ngọc vô giá của mình, rồi tạo nhiều nghiệp ác, trồi lên, hợp xuống, khổ sở muôn vàn như kẻ tội lỗi. Nhưng dưới mắt của chư Phật và Bồ Tát, chúng ta chỉ là những đứa con đi hoang. Các ngài vẫn giang tay kiên nhẫn chờ đợi chúng ta tỉnh thức trở về, và còn tuyên bố chúng ta là những vị Phật sẽ thành. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều quan trọng cần nhớ là mình có tánh thiện, tánh Phật, nhất quyết không để cho tiền của, danh lợi, hư ảo thế gian làm mờ mắt. Và dù có lỡ vấp ngã, chạy theo danh lợi, nhưng biết tỉnh thức quay trở về, thì viên ngọc Phật tánh kia vẫn còn nguyên và chờ đợi chúng ta làm cho nó hiển lộ. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.